tập 5. Thả bà ấy ra. Tôi nói là thả bà ấy ra. Nhanh lên. Ai sẽ là kẻ đầu tiên? Nhanh lên. Các, đừng ngốc như thế. Bỏ nó xuống đi. Nào, bỏ nó xuống đi. Chúng tôi đi tìm con gái. Tên nó là Kathy. Nó mặc áo sơ mi caro, quần jean, mái tóc sáng. Có hậu tạ đấy. Từ ngữ của các người vô nghĩa quá. Cái gì thế? Chiếc xe Jeep đấy. Tránh ra đi. Không được đụng chạm vào vật gì cả. Đợi Sarak xem xét đã. Các ông định làm gì chúng tôi? Tùy Sarak. Chói chúng lại. Aya, Kathy, xem này. Ashka, ngươi thử tấn công ta xem. Ô, thủ lĩnh rồng, ngài khéo léo hơn tôi đấy. Em trai, chúng ta đến hỏi xem Kathy có thể trở về thế giới của cô bé được chưa? Nhưng không còn con tàu nào chở cô ta đi. Meg có thể chế tạo một cái khác. Còn quái vật nơi thế giới của người đang trực sẵn ở đó. Ta không muốn nữa. Không có quái vật nào trong thế giới của tôi. Đừng cãi ta. Son, tôi đã đi được 2 ngày rồi. Cha mẹ tôi hẳn đang phát điên lên. Họ có thể nghĩ tôi đã chết. Vậy họ sẽ không mong được gặp lại ngươi. Son, làm ơn, hãy biểu lộ lòng thương đi. Cút đi, các ngươi làm gián đoạn việc tập luyện của ta rồi. Tập luyện à? Ngài có thắng nổi một phụ nữ hay không? Chẳng phải ta là chiến binh rồng giỏi nhất lãnh thổ sao? Vớ vẩn, họ quá sợ ngài mà không dám phản đối thôi. Thủ lĩnh rồng, lẽ ra phải gọi ngài là rồng giỏi mới đúng. Thả ta ra, ta bị trượt. Các ngươi thấy rõ là ta bị trượt chân mà. Sarak, tới xem tôi bắt được cái gì này. Chào ông, tôi là Cal Morgan. Còn đây là Vicky, vợ tôi. Tôi nghĩ ở đây có sự hiểu lầm nào đó. Im lặng. Cẩn thận đấy, Sarak. Những con mắt tròn đều là quỷ dữ. Để ta đọc thần chú trừ tà nhé. Ôi ba, sao ba không để chìa khóa lại? Họ không thể làm hại được ông đâu, Sarak ạ. Chúng tôi không biết các ông người nước gì, nhưng... Những con ngựa đâu? Sao không thấy? Sao? Ồ, ông không hiểu à? Đây là xe hơi, không phải xe ngựa. Nó không cần ngựa, vì đã có motor rồi. Cho nó chạy đi. Ta muốn đi nó đấy. Rất hân hạnh.
Khi tôi cho chiếc xe trồm lên, tất cả tránh ra xa nhé. Vâng. Ôi, ngốc quá. Tôi để chìa khóa lại nơi các ông đã bắt chúng tôi rồi. Các, không có chìa khóa, motor không chạy được. Cỗ xe sẽ không di chuyển. Trở lại chỗ các người đã bắt họ. Mang về đây những gì người tìm được. Còn ngươi ở lại canh giữ cỗ xe. Vâng, thưa thủ lĩnh. Mang họ về trại. Đi nào, nhanh lên. Ôi, con cóc quỷ. Thấy chưa? Thủ lĩnh rồng sợ tới nỗi đã phái những người khốn khổ này tới do thám chúng ta đấy. Tôi không phải là kẻ do thám. Tôi bán dụng cụ thể thao. Vợ tôi làm việc cho hãng máy tính. Chúng tôi chưa từng nghe nói tới thủ lĩnh rồng ạ. Nghi làm như ta là thằng ngốc hả? Kia là vùng đất của thủ lĩnh rồng. Làm sao các ngươi không biết được? Nói cho ta biết về chiến binh khổng lồ canh giữ biên giới của thủ lĩnh rồng đi. Chúng tôi không biết thủ lĩnh rồng là ai. Dối trá. Ta thấy cỗ xe của các ngươi tại biên giới. Ngươi giúp cho thủ lĩnh rồng chạy trốn mà. Tôi không hiểu ông nói gì. Chúng tôi chỉ là một gia đình đi nghỉ. Chúng tôi không biết mình đang ở đâu. Chúng tôi đã mất hết con cái ạ. Được rồi, các con ổn cả. Chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi. Nhốt chúng lại. Làm theo mệnh lệnh của ta. Không thức ăn, không nước uống. Rồi các ngươi phải nói sự thật thôi. Son, tôi đến để xin lỗi. Ngươi làm cho ta thành một thằng ngốc rồi. Tôi xin lỗi đã không giữ bình tĩnh. Thôi nào. Chúng ta chơi đi nhé. Không. Ngươi không phải là bạn ta nữa. Trả chiếc vòng cho ta đi. Tôi sẽ ra vào cung điện này như thế nào? Ngươi sẽ được đeo chiếc vòng của tôi tớ. Tôi tớ. Tại sao ngươi ở trong cung điện này mà không làm việc? Hãy có mặt tại nhà bếp vào buổi sáng. Không được. Ngươi có thể đầu độc ta. Vậy ngươi là kẻ quét dọn. Hãy cởi vòng tay ngươi ra và trình diện Genzo. Happy? Vui chứ? Không, ngươi vẫn còn ở đây. Tôi không thể mở cửa đúng không nào? Nhà tiên tri. Vâng, thủ lĩnh rồng. Mở cửa. Kẻ tôi tới đi ra. Sarah, có đúng ông từng là thầy giáo không?
Đúng. Và bây giờ ta sẽ dạy cho thủ lĩnh rồng một bài học. Một khi chúng ta đánh bại thủ lĩnh rồng, chúng ta sẽ ăn uống ngon hơn những gì cuộc đời chúng ta từng ăn. Cục phân bò này, ngươi ăn cắp món thịt của ta. Ta không lấy, dối trá. Này, giữ gìn sức mạnh cho trận đánh sắp tới đi. Sarak, người chúng ta tìm được cái này trong rừng này. Cái gì vậy? Ông ta dùng nó như một vũ khí. Nó hoạt động thế nào? Tôi không biết ạ. Một dấu hiệu đấy. Chúng ta sẽ đập tan thủ lĩnh rồng như thế. Phải không thầy Mo? Cho ta biết thời điểm tốt nhất để tấn công đi. Trong hai ngày nữa, thủ lĩnh Sarak ạ. Tốt. Chúng ta cần thêm người từ trại chính. Hãy uống mừng chiến thắng đi. Nào. Ashka. Ashka. Ngươi trốn ở đâu vậy, Ashka? Nhà tiên tri, Ashka đâu? Sau chiếc cột đá ở bên trái, thủ lĩnh rừng. Săn, không được cư xử với cố vấn của em như vậy. Đi đi, ta đang chơi. Trốn đi, Ashka. Ta lấy thêm cái bánh kem khác nhé. Ashka, ta rất tiếc về đứa em của ta. Nếu ngươi là cố vấn của ta, ta sẽ kính trọng ngươi hơn. Cảm ơn công chúa. Nếu nhà tiên tri thông minh như vậy, nó có thể đặt công chúa làm thủ lĩnh rồng thay vì Săn đấy. Điều đó không bao giờ xảy ra. Thủ lĩnh rồng được chỉ định từ đời này sang đời khác. Khi Săn chết, con của Săn sẽ lên nắm quyền. Nếu điều này xảy ra cho Săn trước khi hắn lập gia đình thì sao? Thì tôi sẽ trở thành thủ lĩnh rồng. Nhưng với cả lòng mình, tôi mong tôi sẽ không làm như thế. Ta đến đây. Để tớ quay về công việc đi. Aya, ta không muốn người nói chuyện với cô ta. Ashka đâu rồi? Ở lối kia kìa. Đừng tuyệt vọng. Ngày mai Max sẽ đến.
Chào công chúa. Meg học giả, thật mừng khi gặp lại ông. Lưỡng Sơn yêu cầu được nếm thử món sô-cô-la mà các bếp đã làm. Meg, tôi có một công việc bí mật muốn nhờ ông. Tôi sẽ làm những gì công chúa bảo. Tôi muốn chế tạo một con tàu khác. Tôi cần phải thú tội điều này, thưa công chúa. Tôi không tuân lời thủ lĩnh rồng. Tôi chỉ vừa đốt cháy con tàu thôi. Tôi đã đem hết sức lực vào nó, nên không nỡ tự tay phá hủy nó. Tuyệt lắm. Ta muốn ông đưa Cathy Morgan về lại với thế giới của cô bé. Ta đi báo cho cô bé biết tin vui nhé. Thủ lĩnh rồng không khoan dung cho tội bất tuân đâu, Meg ạ. Nhưng công chúa rất vui sướng. Công chúa không cai quản thổ này. Theo ta. Đó là một con cóc quỷ. Nó to lớn, màu đen và xanh. Và cái cách nó nhìn ta bằng một con mắt khủng khiếp tới nỗi ta suýt chết vì sợ hãi đấy. It was so horrible, I nearly died of fright. Robo, stop. Robo, thôi đi, ông làm bọn trẻ sợ đấy. Đi nào, chúng ta tìm bữa sáng đi. Ôi, cái này còn dở hơn những cái kia. Các người lui ra hết đi. Đừng quay lại đây khi nào các người học được cách làm sô-cô-la thật. Thủ lĩnh Sơn, ngươi muốn gì? Tôi tới để làm ngài vui ạ. Ngươi có sô-cô-la chứ? Ngài chỉ có thể mua sô-cô-la nơi thế giới Cathy. Ta biết, sao có người để cho ta đốt cháy con tàu của Meg? Không. Tôi nghĩ ngài sẽ thay đổi ý kiến, nên tôi ra lệnh cho Meg đừng đốt nó. Ashka, ta biết ngươi là một cố vấn giỏi và rất thông minh đấy. Ta muốn có một cỗ máy bắn đá lửa. Hãy bọc những tảng đá bằng vải thấm ướt dầu. Nếu cần, chúng ta sẽ đốt cung điện của thủ lĩnh rồng ra thành tro bụi. Các ngươi tới giúp đỡ đi. Còn ngươi nữa dừng lại tới đây này. Ai thế? Kẻ trộm nào đã lấy quần áo của ta? Ta muốn biết ngay. Không có gì đáng cười đâu. Cathy, ngươi vẫn muốn về nhà phải không? Tôi muốn, càng sớm càng tốt ạ. Sao không là bây giờ? Meg không đốt cháy con tàu đâu. Ngươi có chắc chiếc áo năng lượng của ngươi đủ mạnh để đánh bại quái vật không? Đừng lo, thủ lĩnh rồng, tôi sẽ chăm sóc ngài. Mời thủ lĩnh rồng. Ông kiểm soát hướng đi của con tàu bằng cách nào? Nó có liên quan tới âm thanh. Mỗi thế giới có một tần số riêng. Đây là chỉnh cho thế giới của Cathy. Ngài sẵn sàng chứ, thủ lĩnh rồng? Có vẻ an toàn đấy. Sô-cô-la đâu? Cathy có chỉ cho tôi biết chỗ.
Mac này, ông ở lại và canh chừng con tàu nhé. Những con quái vật, không có quái vật nào là đối thủ của thủ lĩnh rồng và người Spellbinder cả. Chẳng lẽ Sam không tức giận khi Mac cãi lại ngài sao? Ta chắc không có gì xảy ra cho Mac đâu. Ông ấy rất can đảm. Công chúa thích ông ấy phải không? Vâng, ông ấy rất thông minh và nhã nhặn. Công chúa hiểu ý của tôi mà. Mac à? Mac ơi! Bao lâu nữa tới chỗ có sô-cô-la? Một đoạn ngắn nữa thôi. Ở đây không có sô-cô-la rồi. Chắc là Cathy nói dối. Hãy cõng ta quay lại chỗ con tàu đi. Khoan đã, thủ lĩnh rồng. Hình như tôi có thấy đấy. Ở đâu? Bên dưới kia kìa. Ta chẳng nhìn thấy gì cả. Ashka! Ashka! Mac! Chuyện gì vậy? Thủ lĩnh rồng đâu? Chúng tôi bị một quái vật màu đen khổng lồ tấn công kinh khủng lắm. Ashka, chúng ta phải tới cứu. Trễ rồi. Con quái vật nuốt ngài rồi. Ashka, nó đuổi theo chúng ta đấy. Chúng ta phải trở về và nói cho công chúa Aya biết điều đã xảy ra. Công chúa là thủ lĩnh rồng rồi đấy. Nhanh lên, Mac. Mac, đợi ta với.